Xin kính chào quý khán giả đến với bản tin Nhìn ra thế giới của Đài Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 3. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông được bầu lại làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Chuyến thăm sẽ tập trung vào quan hệ song phương cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình đa phương về Ukraine. Đây là chuyến thăm Nga thứ 9 của ông Tập Cận Bình trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc. Đáng chú ý, Nga cũng là điểm đến chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc kể từ lần đầu ông được bầu giữ chức Chủ tịch vào năm 2013. Trong thập kỷ qua, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau khoảng 40 lần. Các cuộc trao đổi thường xuyên và chất lượng giữa hai nguyên thủ quốc gia đã định hướng cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Nga. Theo đó, năm 2019, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác song phương. Tháng 2 năm 2022, Nga và Trung Quốc tiếp tục nhất trí thiết lập mối quan hệ đối tác không giới hạn. Đề cập đến mục tiêu chuyến thăm Nga lần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế khu vực lớn cùng quan tâm, thúc đẩy phối hợp chiến lược và hợp tác thiết thực giữa hai nước, tạo động lực mới cho sự phát triển của quan hệ song phương. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, với tư cách là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn quan trọng, ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đã vượt xa phạm trù song phương. Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là chuyến đi hữu nghị, hợp tác và hòa bình, giúp làm sâu sắc hơn tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Bên cạnh đó, ông cũng tái khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình là vì hòa bình, duy trì hòa bình thế giới và thúc đẩy sự phát triển chung luôn là mục tiêu chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Về vấn đề Ukraine, Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và đối thoại. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết trong chuyến thăm Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp riêng không chính thức và dùng bữa tối trong ngày 20 tháng 3, trước khi có hội đàm chính thức vào ngày mai 21 tháng 3 và ra tuyên bố chung. Moscow khẳng định chuyến thăm 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Còn đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết, chuyến đi là một cột mốc quan trọng đối với quan hệ Nga-Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước và dẫn dắt sự phát triển bền vững của quan hệ song phương ở cấp độ cao. Trong thời gian qua, Nga-Trung Quốc luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trên trường quốc tế, trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, BRICS, G20 với thông điệp tạo ra một trật tự thế giới công bằng dựa trên luật pháp quốc tế. Đặc biệt khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, Bắc Kinh đã bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về sự cần thiết phải ngừng tấn công Ukraine. Trong khi Mỹ và phương Tây áp đặt các biện pháp bao vây cấm vận toàn diện và khốc liệt chưa từng có đối với Nga, thì Bắc Kinh tuyên bố tiếp tục quan hệ thương mại đường với Moscow. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại của Nga với kim ngạch thương mại năm 2022 tăng gấp đôi, đạt mức kỷ lục 185 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Nga Putin còn dự đoán kim ngạch thương mại Nga-Trung sẽ vượt 200 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Ngoài ra, hai bên cũng không ngừng củng cố quan hệ hợp tác quân sự với hàng loạt cuộc tập trận chung trong thời gian qua. Quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khác như đối ngoại nhân dân, du lịch, thể thao và hạ tầng cũng được đẩy mạnh, đặc biệt sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19. Việc các quy định phòng dịch COVID-19 được gỡ bỏ sẽ mở ra một giai đoạn mới của mối quan hệ năng động giữa Nga và Trung Quốc. Khi mọi người tham gia vào các dự án kinh doanh khác nhau, các chuyến đi liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch, sẽ có nhiều người Trung Quốc đến thăm Liên bang Nga và người Nga đến thăm Trung Quốc. Cũng theo ông Novikov, tại vùng Amu quê hương ông, cầu cao tốc nối hai thành phố Blagoveshchensk của Nga và Hắc Hà của Trung Quốc đã hoạt động, đánh dấu việc hoàn thành một dự án cơ sở hạ tầng xuyên biên giới quan trọng, có thể mở đường cho mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia. Mối quan hệ bền chặt giữa Trung Quốc và Nga đã được tái khẳng định trong chuyến thăm Nga mới đây của Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Mối quan hệ Nga-Trung Quốc về bản chất đã chín muồi và vững như bàn thạch, có thể chịu được những thách thức của tình hình quốc tế đầy biến động. Theo kế hoạch, trong chuyến thăm lần này, sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ trực tiếp ký hai văn kiện chính của chuyến thăm.
Đó là tuyên bố chung của Liên bang Nga và Trung Quốc về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược bước vào kỷ nguyên mới, cùng tuyên bố chung về kế hoạch phát triển các lĩnh vực hợp tác kinh tế quan trọng giữa Nga và Trung Quốc cho đến năm 2030. Trong đó, tuyên bố kinh tế được lên kế hoạch ký kết sẽ là động lực cho sự phát triển của quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai quốc gia theo mọi hướng. Theo giới quan sát, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có vai trò quan trọng. Đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên sau khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, điều chưa từng có trong tiền lệ. Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, giới chức Trung Quốc xác nhận đây là một trong các chủ đề thảo luận chính của hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm lần này. Do có quan hệ gần gũi với Nga, Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các giải pháp đàm phán và hòa giải giữa Moscow với Kiev. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc có thể đang nỗ lực đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán sau hơn một năm xung đột. Theo Reuters, Trung Quốc thường tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào xung đột của các nước khác, đặc biệt là những nước ở xa lãnh thổ nước này. Nhưng một thỏa thuận hòa bình đạt được ở Bắc Kinh vào tuần trước giữa Ả Rập Xê Út và Iran cho thấy Trung Quốc muốn thể hiện nước này như một cường quốc có trách nhiệm dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến thăm Nga lần này là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow kể từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bắc Kinh đề xuất bản kế hoạch 12 điểm về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi luôn duy trì lập trường rằng mọi nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình cần được khuyến khích và ủng hộ. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine về mặt chính trị trên cơ sở lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo kế hoạch này, Trung Quốc kêu gọi cả hai bên đồng ý giảm dần leo thang, từ đó dẫn đến ngừng bắn toàn diện. Trong khi kêu gọi bảo vệ dân thường và tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia, thì kế hoạch của Trung Quốc kiềm chế không chỉ trích Nga về chiến dịch quân sự. Kế hoạch này nhận được sự chào đón từ cả phía Nga và Ukraine. Tôi nghĩ đó không phải là một kế hoạch hòa bình từ Trung Quốc, cũng không phải là một nghị quyết, một tuyên bố hay cơ sở cho điều gì đó, mà Trung Quốc đã thể hiện suy nghĩ của mình về điều này. Và như tôi đã từng nói, việc Trung Quốc bắt đầu nói về Ukraine là điều tốt. Mặc dù hiện Mỹ và NATO vẫn tỏ ra hoài nghi về bản kế hoạch của Trung Quốc, nhưng các nhà phân tích cho rằng nỗ lực làm trung gian hòa giải có thể mang lại nhiều lợi ích cho Bắc Kinh. Tôi nghĩ rằng đây là một nỗ lực có rủi ro tương đối thấp đối với Trung Quốc. Nếu nó không hiệu quả, họ có thể nói, ít nhất họ đã cố gắng làm điều đó. Còn nếu họ đạt được bất cứ điều gì, thì đó sẽ chỉ là một thắng lợi lớn. Và đó là lý do tại sao ông Tập Cận Bình kiên định với nỗ lực này. Trước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO từng tổ chức đối thoại Nga-Ukraine vào năm ngoái, nhưng không thành công. Điều này cho thấy những khó khăn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn có thể đóng vai trò như một kênh trung gian, bắt đầu thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Bắc Kinh hiện ở vị thế hòa giải tốt hơn Thổ Nhĩ Kỳ do có nhiều đòn bẩy hơn đối với Nga. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn cố gắng duy trì một sự cân bằng tinh tế khi vừa từ chối lên án Nga, vừa chỉ trích phương Tây khiêu khích Moscow, đồng thời tăng cường quan hệ kinh tế nhưng không cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Mặc dù vậy, trong bối cảnh Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng cho đến khi Nga rời khỏi lãnh thổ, còn Moscow không có dấu hiệu cho thấy sẽ dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong thời gian tới. Các nhà phân tích nhận định ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc sẽ khó thuyết phục được hai bên ngồi vào bàn đàm phán như Ả Rập Xê Út và Iran, vốn có thể dễ đạt được thắng lợi ngoại giao hơn. Ả Rập Xê Út và Iran thực sự muốn đối thoại và cải thiện quan hệ, trong khi Nga và Ukraine thì không, ít nhất là vào lúc này. Mặc dù vậy, theo giới quan sát, Bắc Kinh hiện có vị thế tốt hơn các quốc gia khác trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine. Trung Quốc là quốc gia mua nhiều dầu Nga nhất trong một năm sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine, đồng thời cung cấp thị trường cho hàng hóa Nga, chịu trừng phạt từ các nước phương Tây. Trung Quốc có ảnh hưởng nhất định với Ukraine. Trung Quốc vẫn mở rộng thương mại với Ukraine sau khi Crimea vào năm 2014 và không công nhận vùng lãnh thổ này một phần của Nga. Xét trong bối cảnh rộng lớn hơn, Mỹ và Liên minh châu Âu hiện bị Nga coi là các bên tham chiến, còn Trung Quốc có đòn bẩy, hoàn toàn có đòn bẩy đối với Nga, và Trung Quốc chưa làm gì tổn hại đến Ukraine. Thậm chí Trung Quốc còn có thể cung cấp một cái gì đó cho Ukraine. Điều đó sẽ khiến Trung Quốc thực sự ở một vị thế tốt hơn nhiều so với bất kỳ cường quốc nào khác về vai trò trung gian hòa giải. Theo giới quan sát, về phía Ukraine, Kiev cũng không muốn phá vỡ cơ hội Bắc Kinh hỗ trợ nước này tái thiết sau xung đột.
Quan trọng nhất, Tổng thống Zelensky ủng hộ nỗ lực trung gian hòa giải của Chủ tịch Tập Cận Bình vì không muốn khiêu khích Trung Quốc đến mức Bắc Kinh có thể trang bị vũ khí cho Nga. Trung Quốc hiện đang duy trì liên lạc với Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm 16 tháng 3 đã có cuộc điện đàm. Trong đó, Ngoại trưởng Kuleba thông báo ông đã thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương về nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và các ý tưởng của Kiev được gọi là công thức hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện nay. Ông Kuleba đánh giá lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị dành cho cuộc khủng hoảng thể hiện thái độ chân thành của Bắc Kinh đối với tiến trình thúc đẩy ngừng bắn và chấm dứt giao tranh, cũng như bày tỏ mong muốn duy trì liên lạc chặt chẽ với phía Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương bày tỏ lo ngại trước nguy cơ của khủng hoảng Ukraine leo thang và vượt ra ngoài tầm kiểm soát, đồng thời hy vọng các bên liên quan kiềm chế và nối đàm phán hòa bình một cách sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, Trung Quốc mong muốn Ukraine và Nga sẽ không khép lại cánh cửa dẫn đến giải pháp chính trị. Cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Ukraine có thể coi là bước chuẩn bị trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc trao đổi trực tuyến với Tổng thống Ukraine Zelensky ngay sau chuyến thăm Nga. Liệu Trung Quốc có thể thực sự trở thành nhà trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine hay không? Câu hỏi ấy cần thời gian trả lời. Mặc dù vậy, bất kỳ nỗ lực thúc đẩy hòa bình nào có thể mở ra cơ hội chấm dứt xung đột ở thời điểm này, dù rất mong manh, cũng đều đáng hoan nghênh. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.